Vâng, xin chào các bác đến với kênh Tisa Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu dòng là Mountain Bike, dòng địa hình đến từ thương hiệu Nhật, dành cho các bác yêu thích những dòng xe Nhật. Thì đến từ thương hiệu Nhật là dòng xe Fuji, một trong những cái thương hiệu xe lục địa của Nhật. Và cái model lần này em về là cái model Fuji Tamiya 1.5 27.5 lốp 27.5. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe đạp và địa hình vành lốp 27.5, thì em về một chiếc xe thương hiệu từ Nhật, Fuji Tamiya. Và đây là chiếc thứ hai về của bên em. Và bây giờ xin mời nó về chiếc xe. Vâng, các bác chỉ cần lên trên mạng Google và search lên cái model của xe là thương hiệu đến từ Fuji. Fuji đến từ thương hiệu Nhật rồi. Vâng, model của xe là Fuji Tamiya 1.5. Thì rất nhiều website chính hãng của bên thị trường châu Âu, rất là nhiều. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo và tìm hiểu thêm. Đây là cái mẫu model Fuji 1.5 mà cửa hàng bên em mới về, được trang bị với group DOR cộng với XT. Đây một trong website của chính hãng bên thị trường châu Âu các nhé. Rất nhiều các website chính hãng của thị trường châu Âu luôn, các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về thông số của xe. Và các bác có thể lên trên YouTube cũng có thể tìm được cái mẫu dòng Fuji Tamiya. Đây là hãng Fuji chính hãng luôn, Fuji Bike chính hãng đó này. Nó sẽ giới thiệu review qua chiếc dòng Fuji Bike. Đây là một anh Tây đang quảng bá và giới thiệu cho các bác mẫu Fuji Tamiya bên cửa hàng bên em. Các bác phải lên trên mạng để tìm hiểu thêm. Vâng, mẫu Fuji Tamiya đây là mẫu thứ hai về cửa hàng bên em về dòng điện hình Mountain Bike. Và lần trước em về với tông màu đỏ đen, thì nay em về một chiếc màu đen ghi, đen bạc. Cái tông màu tông hồ tối. Nhìn rất là khỏe xe. Thì thương hiệu Fuji không còn gì xa lạ, các bác thích dòng xe Nhật nữa rồi. Đây là một trong những dòng thương hiệu nội địa của Nhật luôn. Model của xe là Fuji Tamiya AT 1.5. Xe được sử dụng với bộ khung nhôm Superline. Khung nhôm Superline, khung nhôm siêu nhẹ nhé, Superline này. Biểu tượng viết tắt của chữ A2 Superline. Một dòng nhôm siêu nhẹ, nhôm không mối hàn, lớp sơn nguyên bản, zin theo xe còn rất là mới. Biểu tượng của chân của mẫu Fuji là hình núi Phú Sĩ không ạ? Nhôm siêu nhẹ, nhôm không mối hàn. Chắc chắn mẫu Fuji Superline này sẽ rất là nhẹ hơn những mẫu thông thường địa hình thông thường khác thôi nhé. Làm từ hợp kim cao cấp A2 Superline. Và quan trọng nhất là cái tem chính hãng của thương hiệu Nhật Fuji nguyên bản trên khung xe, vẫn còn trên khung đây. Vẫn còn cái mã số in chìm của tem xe, QR code. Và lần này em về chiếc dòng xe lốp địa hình Mountain Bike 27.5. Mẫu Fuji bên em mà về rất là hiếm về cái dòng mẫu Fuji mà lốp 27.5. Thường thì về lốp 26, đây là kích thước 27.5. Xe trang bị với bộ khung nhôm siêu nhẹ Superline, nước sơn zin nguyên bản đến từ thương hiệu Nhật, của quốc ghi đông chính hãng của Fuji. Và Fuji giờ thường sự là gắn liền với phụ kiện chính hãng của Ovan, thương hiệu cao cấp đó nhá. Các bác nào làm xe lâu năm mà không phải tìm hiểu thêm về thương hiệu Ovan này. Tay bán cao su chính hãng luôn, bản thân xe cũng có Ovan luôn đó nhé. Ovan này sử dụng với phun bộ vào đốt chính hãng của Shimano DOR. Đằng trước sử dụng với bộ phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bên phải em được sử dụng với bên tầng đĩa chính hãng của Shimano DOR. Và cùng phanh sau sử dụng cùng phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Xe trang bị với khóa chỉ ở khúc chân tay, rất tiện lợi cho khoác. Và đây cũng là một trong những cái dòng mẫu xe địa hình đổ đèo đường phố, thích hợp cho mọi địa hình cho khoác đi. Đây là khóa chỉ ở khúc chân tay nhé. Đóng mở sóc thì tốt các bác. Đóng mở sóc rất tiện lợi cho các bác. Sử dụng với giảm sóc hơi ABS, giảm sóc hơi, giảm sóc cao cấp,
Đây là chỗ xả e, bơm e các bác. Đây. Rất tiện lợi các bác. Rất là dễ sử dụng các nhá. Đây là mẫu tổng sóc hơi. Chính hãng luôn theo xe. Giảm sóc hơi rất là an toàn cho các bác đi một địa hình ABS. Sử dụng chính hãng vỏ vành, vành nguyên bản theo xe, vành aluminium, vành nhôm 6061, vành nhôm siêu nhão nhé, vành chân lông đen, lốp sử dụng lốp cao cấp, lốp da rắn, lốp superline, cũng là lốp dòng vỏ siêu nhẹ, vỏ lốp siêu nhẹ luôn. Cái vỏ lốp này nó là vỏ zin này, nó là vỏ cao cấp của siêu nhẹ. Kích thước lốp vành là 27.5 × 2.0, zin nguyên bản trong xe luôn. Xe rất là nhẹ không nhá, tuy là mẫu địa hình thôi mà sẽ rất là nhẹ. Cọc yên chính hãng và cọc yên nhôm oval, yên chính hãng, yên nguyên bản trong xe, yên vỏ oval luôn. Gạt đĩa Shimano đều lên. Đồi đĩa sử dụng đồi đĩa Shimano DOR, đồi đĩa trục rỗng, 3 tầng đĩa của DOR, ủ đề DOR XT. Trang bị với 10 tầng lip, chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau cũng sử dụng với vành cặp nguyên bản chính hãng theo xe, vành nhôm aluminium, vành nhôm 661. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Đằng sau sử dụng với cặp lốp nguyên bản chính hãng theo xe, cặp lốp zin, cặp lốp superline, lốp mỏng, vỏ nhẹ, siêu nhẹ quá nhá. Superline này và siêu nhẹ này. Đây là cặp lốp zin nguyên bản theo xe. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Nếu có đứng của khung xe là size 45. Chiều cao ngang khung là size 34. Kích thước các bác là từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Máy ơi trước sau máy ơi của Shimano. Trang bị với củ đề Shimano DRXT 10 tầng lip. Lên lip này. Lip xích còn rất là mới luôn không nhá. Xuống lip. Chân chu mật mà. Bên phải ăn mà đồ đĩa Shimano DOD trục rỗng, gạt đĩa DOD. Lên đĩa. Vâng. Rất chân chu mật mà. Bánh rất là ngon. Ta sử dụng với khung và hút Shimano DOD. Củ đề Shimano XT, DOD XT. Trang bị với khung nhôm siêu nhẹ Superline, khung mối hàn, lốp cặp Superline nhưng mà theo xe cũng là nhôm lốp siêu nhẹ. Vâng, em đây đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike đến từ thương hiệu Nhật, model Fuji Tahoe 1.5 và xe trang bị với khung nhôm siêu nhẹ Superline, cặp lốp Superline và full group Shimano DOD, chủ đề Shimano DOD XT, giảm sóc hơi. Và xe giá tốt bên em là 11.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác là con thương hiệu qua Zalo 0975 709 4943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn bác trên ngày mai.